Common Bomb, nơi cập nhật tin tức và suy nghĩ của người Hàn. Xin chào đón các bạn đã quay trở lại. Chắc hẳn các ARMY đều biết việc BTS vốn nổi tiếng là luôn quyên góp từ thiện và tạo ảnh hưởng rất tích cực đến fan của mình đúng không nào? Nhưng có khá nhiều lần các chàng trai của chúng ta lại làm từ thiện một cách lặng lẽ. Đặc biệt là Jimin, nếu không nhờ những người nhận sự giúp đỡ lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn thì chúng mình cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến những hành động thầm lặng đẹp đẽ này của anh chàng. Năm 2019, Jimin đã đóng góp cho trường tiểu học Haedong của mình, đồng thời tài trợ chi phí đồng phục cho tất cả các học sinh. Thậm chí anh từng thực hiện khoản đóng góp như trên cho cả năm học trước đó nữa. Vào tháng 4 năm 2019, Jimin đã quyên góp khoảng 88.000 USD cho văn phòng giáo dục thành phố Busan để phát triển giáo dục, trong đó có khoảng 30%, tức là 26.000 USD cho trường trung học cũ của anh. Gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2020, Jimin đã thay đổi bàn ghế mới cho khoảng 1.200 học sinh tại trường cấp 3 cũ, trường trung học nghệ thuật Busan. Tiếng Hàn là Busan Yesui Koteung Hakyo của anh. Anh chàng đã thực hiện việc tốt một cách lặng lẽ trong kỳ nghỉ đông mà không nói với bất kỳ ai, cho đến khi nhà trường đăng thông báo. Không chỉ ARMY mà netizen Hàn cũng vô cùng ủng hộ hành động đóng góp phát triển giáo dục của Jimin. Gọi là thiên thần không cánh bắt Jimin. Các bạn trường nghệ thuật Busan ơi, người tạng đã nói là muốn giấu tên và đã quyên góp đầy đủ hồi kỳ nghỉ đông rồi. Bàn ghế của khối 12 đã được đổi hết, còn khối 10 và khối 11 thì nhà trường bảo là đang đổi từ từ theo thứ tự. Lại bảo người tạng là khoe mẽ sai sự thật thì đúng là cạn lời mà. Đừng có mà vong ân bội nghĩa như vậy chứ, mấy đứa đang làm xấu mặt nhà trường đó. Không dễ dàng để làm việc tốt hàng năm đâu, tôi có thể cảm nhận tấm lòng của anh ấy. Cảm ơn cậu vì mọi thứ, album lần này hãy thật thành công, đồng thời giữ gìn sức khỏe nha. Hãy làm ca sĩ thật lâu nha, BTS fighting, Jimin fighting. Nghe nói là đổi từ từ theo thứ tự từng khối mà. Làm ơn đọc báo cho kỹ dùng cái, làm việc tốt thì phải được khen thôi chứ nhỉ. Park Jimin đáng yêu của chúng mình quả nhiên nổi tiếng là thiên thần với tấm lòng đẹp, chăm sóc mọi người xung quanh cũng tốt, mà cũng ân cần với những fan bình thường nữa cơ. Chuyện cậu ấy luôn nỗ lực và cố gắng trên sân khấu thì không cần phải nói thêm. Đúng là một con người ngọt ngào và tốt đẹp, tôi luôn ủng hộ vì tôi hiểu sự chân thành của cậu. Jimin Shi luôn trân trọng và yêu thương cậu. Jimin được nhận vào khoa múa của trường trung học nghệ thuật Busan vào năm 2011. Anh được đánh giá là một người rất tài năng. Dù không thể hoàn thành học kỳ đầu tiên của năm thứ hai vì phải lên Seoul làm thực tập sinh, nhưng Jimin vẫn luôn gắn bó và ủng hộ ngôi trường cũ của mình. Lần này anh ấy rất háo hức khi được góp một phần nhỏ để chăm sóc đàn em hậu bối của mình. Những hành động đầy ấm áp của Jimin cũng đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ đến cộng đồng. Một trong những nhóm ARMY của anh chàng đã quyên góp 10 triệu won, khoảng 8.000 USD làm học bổng cho trường trung học nghệ thuật Busan vào tháng trước, và học bổng sẽ được trao cho những học sinh có đam mê học múa, âm nhạc hoặc nghệ thuật. Jimin thật sự là một thiên thần khi anh vẫn tiếp tục cho đi ngay cả khi đã đạt được rất nhiều thành công phải không nào? Nếu là một ARMY, hãy cho chúng mình biết là các bạn suy nghĩ như thế nào về hành động đáng tuyên dương này của Jimin ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số mới của Common Bomb. Annyeong!